Chào mấy chị yêu. Chào các bạn. Mọi người vô đông đông đi nè. Mọi người ơi. Mọi người ơi vô đông đông đi mọi người. Lê Nữ đang hiện tại là đang ở Hồ Tràm. Đó. Mọi người ơi, đông hết rồi. Không thấy ai vậy? Chào Trần Đình Phong, Nguyễn Lụa, chào Thúy Trịnh, chào bé Thảo. Tại vì sao mình chào nhớ cả nhà lắm nên là sẽ tạo cố gắng tạo thói quen là livestream thường xuyên ha. Chào heo bé, chào Jenny sale khủng lắm cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ cái livestream này cho Lê Nữ nha, phải chia sẻ livestream là mình sẽ mua sản phẩm Jenny với cái giá sale cực khủng nha, và số lượng có hạn thôi, hiện tại thì cũng sắp hết rồi. Chào Canh Hí, chào tình yêu, nãy gọi sao em gọi họ lại không nghe, đợi nè, trời ơi cái gì. Cảm ơn em khen chị nha, cảm ơn Thủy Nguyễn nha. Chào heo bé, con chào mẹ Nguyễn Huyền, Ái Nhi đây nè. Chào Bùi Trần, Phương Thảo này, đây là em gái của Lê Nữ. Chào con nhà nghèo, chào Tuyết Kha, có thấy đâu chị. Cảm ơn Nguyễn Lụa nha, bởi là khi mà mình làn da mình đẹp thì mình mới tự tin mà mình tư vấn cho cả nhà được. Tí xuống xem từ giờ tới Tết là hiện tại chắc là khoảng 2 tuần nữa là sạch hàng luôn rồi em, nên là chị không Lily Nguyễn, để tí nữa chị check cái đơn hàng ha. Cả nhà share livestream giùm Lê Nữ đi để mình mua được cái sale khuyến mãi nè. Hiện tại là bên Jenny đang sale khủng cái body vip nè ha, chị mua một cái body vip giá là 720.000 thì mình sẽ được nhận 3 sản phẩm. Đây Lê Nữ có đem này, hôm nay sẽ test trực tiếp cho cả nhà yêu xem luôn ha. Hồi nãy em đi ăn xong rồi về em bị đau bụng á, mới trời nãy hả đi ra đây cái đi ăn cái đau bụng quá lật đật chạy về luôn, mới bị tao tháo dí cả nhà, trời ơi khổ muốn chết luôn. Không, em đau bụng quá em dọc về luôn anh ơi, đi không? Để em chúc nha livestream bán hàng kiếm tiền rồi mình đi mua đồ ăn nha. Cả nhà yêu nhớ là hả chia sẻ livestream cho Lê Nữ và ủng hộ Lê Nữ, thương yêu Lê Nữ thật nhiều nha. Jenny Trần tắm chắc tóc là không có ăn nắng nha. Thanh Xuân có thể nhìn làn da của Lê Nữ là Lê Nữ có thể đảm bảo cho Thanh Xuân luôn, hoàn toàn là không ăn nắng luôn ha. Đây hiện tại một cái combo như thế này nè, 720.000 nha cả nhà yêu nha. Sao vậy? Sao khóc vậy? Sao vậy con? Đợi, cảm ơn Á Nhi. Sao con? Đây cho mẹ nè. Bị gián đoạn chút nha cả nhà yêu nha. Bị gián đoạn chút tại vì con Lê Nữ đang khóc. Sao bạn đi ra đây không? Vô không? Đi vô không? Rồi vô đây. Rồi vô đây. Rồi đến đi. Đến đây để mẹ bán hàng nào. Chào Lê Hồng Ngọc, chào Hà Linh, chào nha. Chào Huỳnh Văn Nhật Chuồng, hot boy của chị đó. Nên cả nhà yêu nhớ là chia sẻ cái livestream này với Tê Nữ ha. Thì mình mua một cái combo 3 sản phẩm như thế này là 720.000 nha. Hiện tại thì cũng sắp hết hàng rồi nên là cảm ơn em. Cái này cũng đâu cũng bình thường mà đâu có gì đâu em. Mà tại sao mọi người nói xin cũng bình thường à? Có gì xinh hết á, tại vì bình thường đã xinh rồi nên hôm nay cũng xinh thôi, chứ đâu phải có hôm nay mới xinh đâu, đúng không? Thì bây giờ tại sao một cái combo như thế này nè cả nhà, đây mình cởi ha, là nó bao gồm cái sữa tắm, mình tắm trắng hàng ngày luôn, mình sử dụng hàng ngày, buổi sáng tắm một lần, buổi tối tắm một lần trước khi mình đi ngủ á, mình tắm thì cái công dụng nó rất là trắng. Ok, cảm ơn Huế Mini nha. Đó đây là một cái vị khách hàng của Lê Nữ là đã sử dụng với cái sản phẩm body vip này á, thì rất là thích. Thường thì cái sản phẩm này á giá bán lẻ
Trước đây á, là bán một cái hộp này á, là Body VIP là cái dòng dưỡng trắng siêu cấp của Jenny luôn, dùng những cái hoạt chất làm trắng á, hoàn toàn là cao cấp đắt tiền, nên là cái sản phẩm này giá bán lẻ là 720.000, nhưng mà hiện tại là đang sale, đang tri ân khách hàng á, đang sale tri ân khách hàng cực khủng luôn ha. 720.000 thì cả nhà yêu sẽ nhận được về ba sản phẩm nè ha, 720.000 là combo ba sản phẩm như vậy nha. Đó thì cái livestream này á thì Lê Nữ sẽ test trực tiếp cái độ hiệu quả cho cả nhà yêu xem ha. Thì hiện tại thì da của Lê Nữ là da này là da chưa hề xuất kem luôn nè cả nhà ha. Thì cái sản phẩm này mình tắm xong thì mình sẽ thoa cái sản phẩm body lên ha, thì Lê Nữ sẽ test trực tiếp cho cả nhà yêu xem luôn, thì coi cái độ hiệu quả như thế nào ha. Chào mọi người, nhớ chia sẻ livestream giúp Lê Nữ nha, để cho Lê Nữ có tương tác chút nha. Đó, và khi mình tắm thì mình sẽ làm ẩm trước, làm ẩm da trước cho Lê Nữ nè. Sau đó là cả nhà, cái sữa tắm này là sữa tắm này á là đẹp hả Đỗ Quyên, đúng không Đỗ Quyên nha. Cái sữa tắm này là cái chiết xuất từ cái hạt kỷ tử Fujiberry, nó giúp cái làn da của mình nó ngăn chặn sự lão hóa, và ngoài ra thì nó có những cái thành phần dưỡng trắng nữa. Những cái sữa tắm thông thường thì nó chỉ giúp làm sạch da thôi, còn cái sữa tắm này á, ngoài công dụng làm sạch thì nó còn giúp cái làn da của mình nó trắng sáng mỗi ngày luôn, trắng sáng lập tức bật một ít nhất từ 1 đến 2 tông da sau khi mà mình sử dụng luôn nha. Thì bằng chứng là Lê Nữ sẽ test trực tiếp cho cả nhà yêu xem nè ha. Đây mở ra. Chào Bổ Quỳnh Như, chào nha, chào mấy chị yêu nha. Và cả nhà sẽ thấy được những cái hạt massage, những cái hạt vitamin nè trong cái sản phẩm nè ha. Đó, đây là cái sản phẩm sữa tắm Goji Berry, mà cái sản phẩm này nếu mà mua lẻ thì sẽ là 360.000 một cái chai này ha, một cái chai như thế này nha. Nhưng mà khi mà cả nhà mua một cái combo Body VIP 720.000 thì mình sẽ được tặng thêm một hộp Body VIP và thêm một cái sữa tắm Goji Berry này hoàn toàn miễn phí luôn. Ok, chị cảm ơn Trâm Bích nha. Mẹ chào con, đây là con gái của Lê Nữ nè. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào mấy cô đi, chào mấy cô mấy chị ha. Rồi, bây giờ thì Lê Nữ sẽ test trực tiếp cho cả nhà yêu xem nha. Để mở ra. Rồi, khi mà cái nắp nó bật lên như vậy nè thì mình sẽ sử dụng. Chào Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thanh, chi nhánh Bình Thạnh. Con chào dì Linh. Rồi, khi mà nè, Lê Nữ xịt ra nha. Khi mà mình trước khi mình tắm thì mình phải làm ướt cái da của mình trước đã ha. Rồi sau đó là mình tạo bọt. Thì Lê Nữ sẽ test thêm một cái tay trái trước. Nè, con ngửi thơm không? Dạ thơm. Cực kỳ thơm luôn nha, con nít là không biết nói dối nha. Con Lê Nữ nói thơm là biết là thơm lắm á. Khuyến mãi đến khi hết sản phẩm nha. Hiện tại thì Lê Nữ chỉ áp dụng cho 1.000 combo thôi. 1.000 combo thôi, hết 1.000 là sẽ không còn cái 720 mà khuyến mãi đó nha. Chỉ áp dụng 1.000 combo thôi, chứ khuyến mãi mà kéo dài lâu là phá sản luôn cả nhà ha. Mà khi mà mình sẽ massage như thế này, thường thì mình tắm là khoảng 2-3 phút là xong, nhưng mà mình massage càng lâu thì nó sẽ càng trắng ha. Mình massage để cho những các hạt chất làm trắng thấm sâu vào cái làn da của mình, trong khi đó là sẽ có những cái hạt massage luôn, những cái hạt vitamin, những cái hạt chất làm trắng da nó thấm sâu vào cái lỗ chân lông của mình nè, những cái biểu bì da của mình nè, giúp cái làn da của mình nó trắng sáng luôn ha. Thì mình phải cố gắng mình massage giúp Lê Nữ nha. Nó muốn dưỡng trắng thì mình phải là kiên trì một chút nha. Đó, mình massage như thế này nè, nó giúp cái làn da mình tạo bọt nè cả nhà. Đây, thì Lê Nữ sẽ từ cái vùng này nha. Đó, thì tí nữa lên lúc mà Lê Nữ rửa ra thì cả nhà sẽ thấy là sẽ có cái độ trắng, sẽ có một cái vùng khoanh từ cái vùng này trở lên đây ha, là trắng sáng. Em vừa mới đi làm về, em tắm sữa tắm xong, vừa thơm vừa trắng. Đúng rồi, mình thơm mình trắng mình cũng kích thích người yêu, kích thích chồng của mình, giữ chồng, bí quyết giữ chồng với chứ bộ, đúng không? Đó, ngoài cái công dụng làm sạch thì nó còn có cái công dụng mà dưỡng trắng làn da của mình nữa. Thì á, nó là vừa tiết kiệm thời gian nữa là cả nhà. Đó, đây, thì Lê Nữ sẽ massage ha. Thì cái tay bên đây là Lê Nữ không có tắm nha, nên là tắm tay bên đây. Rồi, bây giờ thì Lê Nữ sẽ, nếu mà có thời gian thì mình càng massage càng trắng, không có gì hết. Đây, cả nhà sẽ thấy được cái độ hiệu quả nè. Trắng ít nhất là hả, đối với da ngăm đen thì sẽ bật tông rất là nhiều ha.
da ngâm đen là ít nhất là một tông da, tại da ngâm đen thì mình phải có thời gian mình dưỡng nữa, còn nếu mà cái làn da mà cái tông trắng sáng sẵn rồi đó, hai lên đỉnh lâu hai cái nhà đã thấy nha, từ cái vùng này trở lên nè nó trắng sáng hẳn luôn nè cả nhà đó. Thì sau khi á, sau khi mà mình tắm xong rồi thì nó đã bật tông ít nhất là 1 đến 2 tông da rồi, thì mình phải thoa kem ha. Mình thoa kem vô, mình thoa kem để mình duy trì cái độ trắng sáng, cái độ trắng sáng làn da mình. Tắm xong là cái làn da của mình đã rất là mịn rồi, rất là sạch rồi. Thì khi đó mình thoa kem thì nó còn giúp cho dưỡng da nó thấm kem hơn nữa ha. Cái làn da của mình đã sạch rồi thì mình thoa kem thì nó còn dễ thẩm thấu hơn nữa. Nếu mà các bạn nào mà muốn á, mình muốn là rút ngắn khoảng thời gian mà mình muốn sử dụng mà nó nhanh chóng, thì Lê nữa còn thêm một cái bí quyết nhỏ nữa cho cả nhà nha. Thì mình sử dụng cái nào nữa nè, mình sử dụng ngay cái serum body cho Lê nữ nha. Và hiện tại serum body này á, bên Jenny bán là 320.000. Nếu như mà mình mua serum body này á 320.000 thì mình sẽ được tặng luôn nha, vẫn tặng khuyến mãi luôn. Cứ bây giờ cứ Jenny cứ mua sản phẩm nào cũng có quà khuyến mãi cho cả nhà yêu. Những cái sản phẩm này á, khách hàng nào đã sử dụng rồi thì sẽ biết cái công dụng của nó như thế nào. Công dụng của nó rất là tuyệt vời luôn. Và mình cảm giác khi mà mình sử dụng kem á, giống như sử dụng hay không sử dụng vậy đó, là nó cảm giác là nó rất là mịn nè, nó rất là mát da và nó không hề gây bết rít làn da của mình luôn ha. Đây sỉ 3 bộ của Body VIP là 670.000 nha, 670.000 ha. Sỉ 3 bộ thì mình sẽ nhận về 6 hộp Body VIP ha. 3 combo sẽ là 6 hộp Body VIP, 6 chai sữa tắm. À, không, 3 chai sữa tắm với 6 Body VIP và 3 chai sữa tắm nha. Lên nữa sorry ha, để lên nữa nói lại nha. Nếu mà sỉ cho 3 combo là 670.000 một combo nha. Phải lấy một lần là phải lấy 3 combo giúp Lê nữ nha. Nhận về á, là 6 hộp Body VIP và 3 chai sữa tắm Goji Berry ha, kích trắng, truyền trắng da nha. Đúng là Lê Hồng Ngọc đó. Khi mà mình tắm cái sữa tắm xong rồi á, thì Lê nữ, cái bí quyết dưỡng da của Lê nữ thì khi Lê nữ tắm xong thì Lê nữ còn sử dụng thêm cái serum body này nữa nè. Cái serum body này giá bên Jenny bán hiện tại là 320.000. Khi mà mình á đặt mua 320.000 ha, thì mình sẽ được tặng thêm một cái body butter trứng mini ha, giá là 238.000. Nếu như mà mình chỉ mua lẻ một cái sản phẩm butter trứng này thì cái giá là 238.000. Nhưng mà khi mà mình mua cái serum body này thì mình sẽ nhận về cái butter trứng 238 này hoàn toàn miễn phí nha. Dạ. Ok. Con bú vẫn xài bình thường nha. Hiện tại là em chồng của Lê nữ là hiện tại là bé mới sinh là khoảng tầm 4 tháng mấy là bé sử dụng vô tư rồi nha. Mà Lê nữ là cái kinh nghiệm của Lê nữ khi có 3 bé rồi thì Lê nữ đã an tâm và Lê nữ sử dụng cái sản phẩm dưỡng trắng da ha. Là nếu mà trong tháng á, từ 1 đến 2 tháng thì mình phải chăm cho con mình và cái để cho cái nội tiết của mình á nó ổn định, thì lúc thì sau cái khoảng thời gian mà nội tiết của mình ổn định rồi thì mình mới bắt đầu mình sử dụng cái kem dưỡng trắng da ha. Còn hiện tại á là em chồng của Lê nữ là sinh em bé được 4 tháng và hiện tại đang sử dụng mà làn da rất là đẹp, rất là trắng luôn. Nếu cả nhà không tin á thì ngày mai Lê nữ sẽ livestream cho cả nhà xem cái làn da của em gái Lê nữ ha. Và đây Lê nữ là một cái ví dụ điển hình ha. Hiện tại là con trai của Lê nữ á là hiện tại là đang là 8 tháng rồi, và khi mà Lê nữ là bước sang tháng thứ 3, sau 3 tháng thì Lê nữ đã bắt đầu sử dụng kem dưỡng trắng da ha, để cho cái làn da của Lê nữ là nó không có bị sạm, nó không bị sạm đi và lúc nào nó cũng là dưỡng trắng mịn hồng hào hết. Nên là các mẹ bỉm sữa thì cứ yên tâm, vì Lê nữ cũng đã có cái kinh nghiệm mà Lê nữ sẽ chia sẻ cho các mẹ là cách sử dụng như thế nào cho nó thật là hiệu quả. Nhưng mà cái làn da của mình á là nó vẫn phải khỏe nha, phải khỏe, nghĩa là phải dưỡng trắng da an toàn, chứ không phải là kiểu mà trắng cấp tốc nhưng mà nó nguy hại đến cái làn da của mình là hoàn toàn không nha. Nên cả nhà cứ yên tâm, thì những cái sản phẩm bên Jenny là hoàn toàn là chiết xuất từ thiên nhiên, và những từng sản phẩm đều có giấy công bố lưu hành của Sở Y tế ha. Hai cả nhà ha, tất cả các sản phẩm ví dụ như Lê nữ nói là butter trứng thì butter trứng cũng phải có cái giấy công bố nha cả nhà. Giấy công bố chứ không phải là giấy kiểm nghiệm nha. Giấy kiểm nghiệm có nghĩa là mình có thể là
mình bỏ tiền ra để mình kiểm trong sản phẩm nó có chất gì ha. Cái đó là khoảng là một cái giấy đó mình đi kiểm nghiệm khoảng 1-2 triệu thôi, nhưng mà bên Zenny thì đảm bảo là những cái sản phẩm đều có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng mà được sản xuất trong một cái quy trình nhà máy đạt chuẩn cGMP của Bộ Y tế nha cả nhà nha. Khi mà cái sản phẩm được cấp giấy công bố đó thì phải nhà máy phải đạt chuẩn cGMP thì mình mới được cấp giấy nha. Nhưng toàn bộ những cái sản phẩm của Zenny á hoàn toàn là được cấp giấy công bố của Sở Y tế, nên là cả nhà yêu cứ yên tâm ha. Đó, chứ không phải là cái nào cũng có đâu, không phải là những cái thương hiệu hiện tại bên trên thị trường là cũng có đâu, họ sẽ có tầm khoảng 1 đến 2 giấy thôi, nhưng mà toàn bộ là Zenny tất cả các sản phẩm là đều có giấy công bố nha cả nhà nha, chứ không phải là giấy kiểm nghiệm chỉ 1-2 triệu đồng một cái giấy kiểm nghiệm đâu nha. Đó, nên là cả nhà yêu cứ yên tâm về Zenny và nguồn gốc giấy tờ xuất xứ ha. Đó, còn có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với Lê Nữ. Ok, chị chào bé bầu Kim Bích đây. Bé bầu Kim Bích của Lê Nữ là hiện tại vẫn đang sử dụng Zenny và đang kinh doanh Zenny rất là ok, rất là thành công đây. Đó, đây là một cái ví dụ điển hình của Zenny. Đó, thì khi mà để mình Lê Nữ nói lại ha, khi mà mình tắm trắng là tắm một cái sữa tắm này hàng ngày đây, có thể là có nhiều bạn hỏi Lê Nữ là sử dụng một ngày bao nhiêu lần hoặc là một tuần bao nhiêu lần, thì các bạn tắm á, khi mà mình cảm thấy cơ thể của mình rất dơ hay là bất cứ cái vấn đề khó chịu, hôi hay hám hay cái gì đó thì mình đều sử dụng sữa tắm, thì đối với cái sữa tắm này vẫn vậy luôn ha, mình có thể sử dụng thoải mái ha, một ngày rất nhiều lần cũng được, hoàn toàn là ok, an toàn cho làn da của mình, nên cả nhà yêu không cần phải mình không cần phải băn khoăn là hỏi Lê Nữ là sử dụng bao nhiêu lần, thích lần nào sử dụng lần đó, một ngày sử dụng 2 đến 3 lần là ok hết nha. Đó, khi mà hồi nãy là nè, cái làn da của Lê Nữ là lúc hồi nãy là Lê Nữ test từ cái vùng này lên đây, thì cả nhà sẽ thấy là cái độ trắng sáng bật ít nhất là 2 tông da ha. Nên Lê Nữ để tay thì cả nhà thấy nè, đó, cái tay trái và tay phải là nó khác nhau nè, cái 2 tông da nó khác nhau hoàn toàn nè ha. Đó, khi mà mình sử dụng xong á cái sữa tắm hàng ngày này rồi đó, sữa tắm kích trắng da nuôi dưỡng cái làn da của mình xong rồi, thì mình sẽ sử dụng cái serum body giúp Lê Nữ nha. Serum body này á, nó chiết xuất từ hoa mẫu đơn nè ha, rất là ok, và những cái thành phần làm trắng da luôn. Nếu mà các bạn nào mà lười sử dụng kem á thì mình chỉ sử dụng cái sản phẩm này không cũng được, nhưng mà đối với Lê Nữ thì Lê Nữ cực kỳ thích trắng, cực kỳ muốn cái làn da của mình nổi bật, thì Lê Nữ bắt buộc Lê Nữ sẽ sử dụng thêm cái sản phẩm này nữa để đi kèm cái bước sử dụng cái serum body này á, là mình sẽ sử dụng trước khi mà mình sử dụng kem ha cả nhà ha. Đó là một cái bước đệm luôn, nó giúp cái làn da của mình trắng sáng và nổi bật trước đám đông ha. Nên là nếu mà mình muốn nổi bật hơn người khác thì mình cũng phải siêng năng hơn người khác ha. Cái đó là một cái quy tắc luôn rồi ha cả nhà. Nên nếu mà mình muốn nổi bật hơn người khác thì mình phải siêng năng hơn người khác chứ, đúng không? Đối với người ta thì người ta chỉ sử dụng kem một lần, thì nếu mà mình muốn trắng hơn họ thì mình phải double lên cho Lê Nữ nha. Ý là double không phải là mình trắng mà trắng kem đâu cả nhà ha. Trắng là trắng hồng, trắng mịn màng. Đây, thì Lê Nữ sẽ sử dụng thêm cái sản phẩm serum này ha, mình có thể sử dụng nhiều lần trong ngày luôn. Và cái hương rất là thơm, nên cả nhà yêu nào nè đã từng sử dụng cái nước hoa Victoria Secret hương bombshell, thì cái hương của cái serum body Zenny này á, là nó cái hương bombshell của Victoria Secret luôn, rất là thơm và cực kỳ quyến rũ luôn nha. Mà khi mà mình trước khi mà mình đi ngủ mình sử dụng cái này á thì á rất là ngọt ngào sexy luôn ha, nên là ông xã sẽ thương yêu luôn, không cần phải sử dụng nước hoa. Một chai nước hoa hiện tại bây giờ mình mua đã 2 triệu mấy rồi ha. Đó, nên là mình sử dụng cái này mình còn vừa tiết kiệm cho bản thân của mình nữa. Đây, theo Lê Nữ thoa một cái lớp serum body lên thì nè, nó bật thêm tông nữa nè cả nhà, nhà thấy không? Đó, mà khi mà mình mua một cái serum body 320.000 thì mình sẽ được tặng thêm một cái body butter trứng 238.000 nha. Mình sẽ được tặng thêm body butter trứng 238.000. Nói chung là một cái combo hai sản phẩm này sẽ là 320.000 ha. 320.000. Đây. 320.000 một cái combo như thế này. Rất là thơm, rất là trắng, và sau đó thì khi mà Lê Nữ đã thoa, thường á thì nếu mà mình gộp vô mình mua một cái combo body vip 720 và một cái combo serum body á 238.000 thì mình sẽ sử dụng như thế này ha. Buổi sáng mình tắm cái chai sữa tắm này ha,
mình tắm xong rồi mình sẽ buổi sáng nha cả nhà, buổi sáng thì mình sẽ sử dụng mình tắm xong rồi mình sẽ sử dụng cái body butter trứng cho lên nữ ha, được tặng mà mình phải sử dụng, mình phải kết hợp mình sử dụng rất là ok nè. Buổi sáng sử dụng cái này. Rồi sau đó ha, mình tắm xong mình sử dụng một cái lớp serum body, một cái body butter trứng buổi tối trước khi đi ngủ ha, tắm một lần nữa ha, sau đó sử dụng serum body và mình sử dụng thêm một cái lớp body vip ha, body vip ủ cực mạnh, cực hiệu quả luôn ha. Chỉ sau Lê Nữ đảm bảo chỉ sau 7 ngày sử dụng thì cái làn da của mình nó trắng sáng hoàn hảo luôn. Thì bây giờ Lê Nữ sẽ không test body trứng, Lê Nữ sẽ test cái body vip cho cả nhà yêu xem ha. Cái độ trắng sáng của cái làn da của mình khi mà mình sử dụng nè. Cái body vip đây cả nhà. Ha, Lê Nữ mở ra cho cả nhà xem. Đây ha, cái chất kem của nó như thế này ha, ướp hoàn toàn không đổ nè, rất là ok nè ha. Và bây giờ Lê Nữ sẽ thoa. Cái gì vậy? Con đi ra ba đi, con đi ra ba đi để cho mẹ live stream xong rồi hả? Ok, cảm ơn Bảo Trần Hà My ha. Thì bây giờ thì Lê Nữ sẽ thoa. Chất kem nó rất là thấm mà nó trắng mịn hồng hào và trắng sáng tuyệt đối luôn nè, cả nhà sẽ thấy nè. Này Lê Nữ sẽ pha một cái và hoàn toàn là không lộ vân kem, là không bết rít mà ủ kem rất là trắng mịn luôn, trắng một cách bất ngờ luôn á đó. Khi mà mình sử dụng cái này, mua một cái combo body vip, mua một sẽ được tặng một và tặng thêm một cái sữa tắm, sữa tắm hạt kỹ tử của Ziberry ha, sử dụng hàng ngày. Sữa tắm nếu mà mua lẻ thì giá là 360.000 nha. Đây 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 cả nhà yêu, xem giúp đây nữ nha, đó có sự khác biệt không đó, hai cái tay là có sự khác biệt, hai màu da luôn nè ha. Đây để đưa ra cho cả nhà yêu xem, rất là trắng sáng luôn ha. Này nếu mà cả nhà yêu mà mua hàng hoặc cần cái sự tư vấn á, thì inbox cho Lê Nữ nha, hoặc là để lại cái số điện thoại trên livestream để cho hệ thống đại lý chi nhánh của Lê Nữ liên hệ và giao hàng nhanh chóng cho cả nhà yêu và tư vấn nhanh chóng cho cả nhà yêu nha. Tại vì á đôi lúc thì Lê Nữ red inbox nó sẽ bị sót á, và nó hơi chậm, sẽ không có đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng nhanh chóng được á. Tấm trắng mịn đã lắm luôn, đúng rồi đó em yêu. Này thì cả nhà xem nha, đây cái độ trắng sáng quá ha. Ha, khi mà Lê Nữ đã tắm xong một cái lớp sữa tắm Goji Berry, là sữa tắm kích trắng Goji Berry, và thoa một cái lớp nè, và đã thoa một cái lớp serum body balm cell và cái kem body vip Jenny ha, là bộ 3 như thế này. Body vip thì mình mua là 720.000 ha, được tặng một cái chai sữa tắm kích trắng Goji Berry và được tặng thêm một cái hộp body vip nữa ha. 720.000 sẽ là 3 sản phẩm ha. 320.000 một cái combo, 320.000 một cái serum kích trắng ha, dưỡng trắng da toàn thân, sẽ được tặng một cái body butter trứng mini trị giá 238.000 ha. Đây. Đó. Hai cái nhà yêu ha. Này, móng tay vậy làm ở đâu đẹp hả, đúng không? Là con gái thì mình phải biết làm đẹp đúng không cả nhà, mình phải biết trân quý cái bản thân của mình đúng không đó. Nên là làn da mái tóc cũng phải đẹp ha, mà từng cái chi tiết nhỏ như móng tay cũng phải đẹp ha đó. Nên là nếu mà Lê Nữ thì Lê Nữ có cái thế mạnh ha, là Lê Nữ có những cái trải nghiệm về cái như thế nào để giúp cái làn da bạn trắng sáng, thì Lê Nữ sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Và bán hàng thì sẽ dành những cái mà cảm thấy là hiệu quả nè, và chia sẻ những cái mà hiệu quả nhưng mà nó sẽ rẻ ha, rẻ nhất có thể cho cả nhà yêu luôn ha. Rẻ nhưng mà không phải là của rẻ là của ôi nha, rẻ nhưng mà vật chất nha, chứ không phải là rẻ mà không chất lượng đâu, là không có nha. Là Lê Nữ không bao giờ mà bán uy tín của mình như vậy hết nha. Sử dụng sản phẩm của Lê Nữ là phải sử dụng là phải hiệu quả nè, phải trắng nè ha, và phải đem tới cái cảm giác là feeling là hài lòng, ok á, feeling good á, là Lê Nữ mới bán. Còn mà Long không phải là kiểu mà sale hàng mà bán rẻ, bán của ôi của thúi cho khách hàng là hoàn toàn không nha. Tại vì Lê Nữ bán nên lấy cái uy tín, và muốn là khách hàng
càng ngày càng trải nghiệm cái sản phẩm của Lê Nữ nhiều hơn đó. Thì Lê Nữ sẵn cái chương trình, cái dịp tri ân khách hàng như thế này, và Lê Nữ muốn đưa cái sản phẩm Lê Nữ đến gần cái người tiêu dùng nhiều hơn. Tại vì trong 6 năm mà Lê Nữ bán mỹ phẩm thì hiện tại là bây giờ thì Lê Nữ mới ra mà livestream mà bán lẻ tư vấn trực tiếp với khách hàng á, nên là Lê Nữ rất là cần nhận những cái ý kiến của khách hàng mà trực tiếp gửi đến Lê Nữ á. Nên là khi mà các bạn sử dụng sản phẩm hoặc gặp bất cứ vấn đề gì nè, hoặc là phản hồi như thế nào về sản phẩm thì cứ inbox cho Lê Nữ ha, hoặc là các bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline cho Lê Nữ nè, 0938925968 ha. Cảm ơn Lê Hồng Ngọc, chị cảm ơn em đó. Nên là bây giờ Lê Nữ nói lại nha, một cái combo như thế này, 720.000 là một cái combo mà tuyệt vời nhất của bên Jenny luôn đó. Combo 3 sản phẩm như thế này đây, 3 sản phẩm thế này chỉ 720 thôi ha. Nếu mà khi xưa mà các bạn mua một hộp như thế này nè là 720.000, nhưng mà hiện tại Lê Nữ đang bán đó, với cái thời của Lê Nữ hiện tại đang bán thì 720.000 thì cả nhà sẽ được nhận 3 sản phẩm như thế này ha. Hai body vip và một chai sữa tắm trắng hàng ngày ha, sữa tắm trắng hàng ngày hạt goji berry ha, hạt kỷ tử nha. Đó, đây là 720.000. Jenny ra đời được mấy năm rồi? Jenny ra đời là khi mà chị bán Jenny thì cái Jenny là cái tên tiếng Anh của chị. Đối với nói chung là cái tên tiếng Anh của chị là từ đó giờ là đã là Jenny. Nhưng mà khi mà chị thành sau đó thì chị bắt đầu chị bán hàng và chị ra một cái thương hiệu mỹ phẩm riêng đó, thì chị nghĩ là tên Jenny lúc đó thì chị chỉ bán nhỏ lẻ thôi, kiểu là ra thương hiệu thôi và người khác làm sản phẩm cho chị ha. Và sau đó thì sản phẩm của chị là ok và chị bắt đầu chị chuyển giao công nghệ ha, và chị thành lập công ty lúc đó là năm 2014 là chị đã thành lập công ty Jenny ha. Và hiện tại thì công ty Jenny là cho đến nay là 2018 thì cũng là được 4 năm mấy rồi đó. Đó là Jenny thì có rất là lâu rồi, nhưng mà nếu mà đứng trên cái giấy tờ pháp lý á thì là từ năm 2014 cho đến hiện nay nha. Từ 2014 đến hiện nay Jenny không phải là một cái tên thương hiệu nữa, mà là cái tên của Lê Nữ. Như bạn bè ở nước ngoài hay là bất cứ đối tác nào á gặp Lê Nữ cũng kêu là Jenny không à. Đó, nên là như vậy. Ok, Mộng Tiền tí nữa inbox cho chị ha. Mua 3 hộp body vip đúng rồi. Khi mà các bạn mua 3 hộp thì sẽ có giá sỉ nha. Nếu mà một hộp á là 720, 3 hộp sẽ là 670.000 nha. Mua 3 hộp ha, một hộp có nghĩa là một combo luôn á, một combo 3 sản phẩm á là 720.000 một combo 3 sản phẩm ha. Còn mà các bạn mua 3 combo 3 sản phẩm á có là cái giá sẽ là 670.000 cho một combo 3 sản phẩm này ha. Lúc trước cái sản phẩm này bán là 720.000 một hộp nha các bạn nha. Đó, nhà phân phối cũ của Lê Nữ á, là bán giá là 720.000, nhưng mà hiện tại á, khi mà Lê Nữ trực tiếp đứng cái kênh bán lẻ đó, là Lê Nữ sẽ bán với cái giá là 720.000 là tri ân khủng cho khách hàng của Lê Nữ là trải nghiệm sử dụng Jenny hoàn toàn là thoải mái, sảng khoái, đã đời luôn. Là 720.000 là 3 cái sản phẩm này, rất là ok nha. Đó, đúng rồi. Chị cảm ơn Ngân Ngô nha. Nếu mà em nói là chị vừa xinh vừa dễ thương thì em phải ủng hộ chị nha. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha. Butter, tặng một butter thì hiện tại thì Jenny chỉ dành những cái làm VIP nhất, ok nhất và phải khuyến mãi một tri ân khủng cho khách hàng thôi. Đó, thì mua một cái serum thì sẽ được tặng butter đây em. Nếu mà em cần thì em ủng hộ cho Lê Nữ nè, em ủng hộ Lê Nữ là em mua cái sản phẩm này ha, vẫn là tặng butter đây. Còn mà mua một butter trứng, tặng một butter trứng, hiện tại là cái chương trình này chưa ra nha, chưa có nha. Ủa em tưởng chị Trần My là boss. Không em, Trần My với chị thì cũng gọi là một cái đối tác. Khi mà trước khi hồi xưa mà chị ra cái thương hiệu Jenny á, ra cái anh qua phòng máy đi, phòng máy đi. Khi mà trước kia mà chị ra thương hiệu Jenny mà chị chưa có ra công ty á, là chị đã chị với bé My là đã hợp tác với nhau rồi. Bé My lấy sỉ cái sản phẩm của chị ha, bé My lấy sản phẩm của chị. Sau đó thì chị bắt đầu ra công ty và chị đứng tên với giấy tờ pháp lý ha. Gặp bất cứ vấn đề gì á thì chị sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, kiểu như vậy ha. Đó, chứ không phải là Trần My là boss hay là cái này kia nọ. Em đó là đối tác với nhau. Đó là trước kia nói chung là cái thời mà chúng ta là thời mà mình còn mưu sinh kiếm tiền, mà thời mà mình còn là
cái lập nghiệp á, cái lúc mà thổ cơ hàng lập nghiệp đó, là chị với My là gặp nhau ha, chị với bé My là gặp nhau ha, nói chung là chị em rất là có duyên với nhau ha, sẽ gắn kết cho đến hôm nay luôn. Và hiện tại thì bây giờ là bên chị với bé My là không còn hợp tác với nhau nữa, tại vì mỗi người đều có một cái hướng đi riêng cho mình, nên là hiện tại thì chị với bé My không không liên quan gì đến nhau nữa ha. Đó, chứ không phải là cái sản phẩm Jenny á là của Trần My hay này kia nọ hết ha, đó là Lê Nữ sẽ đính chính lại như vậy nha. nên là cả nhà yêu, nếu mà ủng hộ Lê Nữ ha, yêu mến Lê Nữ thì đừng quên mà ủng hộ Jenny giúp Lê Nữ luôn nha. Có con ba con rồi vẫn đẹp thì mình phải biết là mình phải luôn luôn là biết cái bản thân của mình ở đâu, đúng không cả nhà, đúng không? Nên là mình, tại vì mình là phụ nữ, mình là con gái thì mình phải biết cái giá trị của mình như thế nào, thì mình phải giữ cái giá trị đó cho nó thật đắt giá, chứ mình đừng có để cái mình đã là người phụ nữ mà mình để cái giá trị của mình thấp xuống thì nó không được. Mình phải biết là cái giá trị của mình nó ở đâu ha. Quan trọng thì mình sống thì mình luôn luôn phải đặt cái giá trị của mình cao lên, đừng để thấp quá ha. Rồi, các anh còn hỏi gì nữa không? Đang tư vấn. Chào Thanh Nguyễn, mua ba body vip thì giá còn là 670.000 cho một combo nha ha. Với điều kiện là mua ba nha, hỏi ba mà mua một đi á. Hỏi ba mà mua một mà trả giá là một hộp giá 670 được không? Thì chắc tôi chết luôn á. Mới được đâu nha. Đó, mua sỉ ba hộp giá còn 670.000 một hộp nha. Nếu mà tại vì chỉ áp dụng 1.000 combo thôi, và hiện tại thì khi mà chỉ sau 3 ngày là Lê Nữ bán lẻ là cũng hơn 500 combo rồi, hiện tại chỉ còn phân nửa thôi, thì cả nhà phải nhanh chóng giúp Lê Nữ ha, đặt hàng và chia sẻ livestream này giúp Lê Nữ để mình được mua hàng mua body vip này với giá là 720.000 ha, được một combo 3 sản phẩm nha. Còn sau khi mà Lê Nữ bán hết 1.000 combo này thì Lê Nữ sẽ không còn tri ân tặng khách hàng 1.000 combo nữa. Chia sẻ tại vì thường ấy là thì các bạn nhìn Lê Nữ thì các bạn nghĩ là chắc là chị nói chung là chị rảnh hay là chị như thế nào, nhưng mà thật sự là không, tại vì cái công việc của chị rất là nhiều, cũng không có phải thời gian mà mình chăm da thường xuyên đâu, thì mình phải bận như thế nào thì cũng phải nhín ra cho bản thân của mình ít nhất một ngày 5 phút, 5 phút buổi sáng và 5 phút buổi tối để mình chăm dưỡng cái làn da của mình. Tại vì đôi lúc mình sẽ không có thời gian để mình đến spa mình tắm trắng, thì mình phải ở nhà trong những lúc như là mình đi tắm xong đó, chịu khó thoa kem một chút ha, ngày 5 phút thôi, buổi sáng 5 phút, buổi tối 5 phút giúp Lê Nữ. Muốn đẹp thì mình phải siêng năng hơn người khác đó, đúng không? Nếu mà mình muốn đẹp á, mình muốn gặp hoàng tử, cô bé Đỏ Lem cũng phải nhờ đến bà tiên, đúng không? Mình phải nhờ đến bà tiên hóa trang để thật xinh đẹp, hoàng tử mới để ý. Xấu xí quá hoàng tử đâu có để ý đâu, đúng không? Nên là sẽ cố gắng giúp Lê Nữ ha. Cho dù mình có bận như thế nào, là mình có lười như thế nào, cũng phải ráng dành ra 5 phút, một ngày 5 phút cho Lê Nữ ha, để chăm cái làn da của mình. Ví dụ một ngày không có xiên chăm da 2 lần thì mình ít nhất cũng phải chăm da 1 lần mà buổi tối giúp Lê Nữ ha. Buổi sáng lười thì buổi tối mình chăm cho Lê Nữ ha. Mình sử dụng đó, buổi sáng tắm cái sữa tắm kích trắng hạt goji berry này cho Lê Nữ nè, 360.000. Sau đó mình sẽ thoa serum, nếu mà không thích xài serum ok, nhưng mà chắc chắn là phải xài sử dụng kem dưỡng toàn thân, kem dưỡng trắng da toàn thân nha, không sử dụng kem trắng da là không được đâu ha. Muốn trắng mà không sử dụng kem á, không gì trắng nổi ha, chắc luôn, chắc đi truyền trắng kích trắng luôn, không bao giờ trắng được ha. Bản thân Lê Nữ đã trải qua hết, đã nhìn thấy những cái trường hợp hết rồi, đều quay ngược lại và sử dụng, kêu Lê Nữ là cách chia sẻ bí quyết thì tại sao mình cũng truyền trắng kích trắng nhiều quá mà không có hiệu quả đó ha. Và truyền trắng kích trắng thì đó là tiêm trực tiếp vào tế bào của mình luôn, thì đôi lúc thì cái cơ thể của mình không thể thích ứng được với những cái chất khi mà mình tiêm trực tiếp, thì mình chỉ nên ha, an toàn nhất chỉ nên sử dụng cái sản phẩm mỹ phẩm ha, sử dụng ngoài da thôi, ví dụ kích ứng ok ngưng sử dụng. Còn cái này tiêm trực tiếp vào cơ thể rồi, kích ứng dị ứng thì làm sao cả nhà đó, và Lê Nữ chỉ nói thôi thì chết chứ nhận sao đó, đúng không? Nên là mình muốn đẹp, nhưng mà mình cũng phải lựa chọn cái bí quyết làm đẹp nó an toàn ha. Không có lựa chọn cái bí quyết nào mà cái làn da của mình không an toàn hết á, là không sử dụng như vậy nha. Rồi Lê Nữ nhắc lại nào, một cái combo mà đang rất là được yêu thích hiện nay của Jenny đó là 720.000 ba sản phẩm như thế này ha. Đó, đây Lê Nữ ôm luôn nè, đó combo thế này nè, tại vì
đi giải stress với gia đình nó thường công việc nhiều, làm công việc thì cũng phải dành thời gian cho gia đình đó, chồng chồng mắc đi thì phải đi thôi chứ giờ sao phải dành thời gian cho gia đình. Nhưng mà không quên ôm một đống cái sản phẩm này, dưỡng cho làn da, tắm hồ bơi phơi nắng, nhưng mà cũng không sợ tại đã có bí quyết rồi ha. Đó thì mình sử dụng nha, 720 ngàn cho một cái combo ba sản phẩm như thế này đây ha. Đây đó, khi mà mình trước khi ra nắng là lên nữ bày nè, trước khi tắm hồ bơi hay là khi mà mình đi biển lên nữ sẽ bày cho một cái bí quyết, thì mình sẽ sử dụng cái serum body để giúp lên nữ nha. Sử dụng cái serum body này trước khi mà mình đi đi tắm hồ bơi, sử dụng cái này nè, là nó chống nắng luôn, SPF 45 cộng luôn ha, chống nắng luôn. Sau khi mà mình chống nắng rồi, mình sẽ sử dụng nè cái kem body vip đó, thì đảm bảo thì cái làn da của mình sẽ không bị ăn nắng, sẽ không bị rám nắng. Nhưng mà khi mà tiếp xúc nè với ánh mặt trời ha, nhưng mà không phải vì mình đã sử dụng cái sản phẩm bảo vệ như thế này rồi mà mình phải phơi cái làn da của mình 1-2 tiếng ở ngoài nắng, đứng ngoài nắng mà không mua bóng mát là hoàn toàn là không bao giờ có thể cứu được cái làn da của mình. Thì mình cũng phải né giúp đây nữ thanh, tức là sản phẩm chỉ bảo vệ cho mình cái khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút thôi ha, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng á, 5 đến 10 phút thôi. Khi mà các bạn đứng và 1 tiếng đồng hồ mà dưới nắng thì hoàn toàn là làn da bỏ đi luôn á, là công trình mà mình dưỡng da đó, là nên mình sẽ bị, nói chung là nuôi dưỡng là 3 năm mà chỉ hủy hoại với trong là tích tắc 1 giờ đồng hồ, đó là cái làn da của mình á. Ba sản phẩm này hả em, chắc quá hồi nãy là em chịu khó tiếng được off livestream á, rồi em xem lại cái đầu livestream với chị ha. Rồi mua 3 hộp là 670 ngàn, đúng đúng rồi em. 3 hộp thì mình sẽ được nhận nè, 3 hộp là 2 hộp kem và một cái chai sữa tắm ha, chai sữa tắm hạt kỹ tử Gucci kích trắng nè ha. Rồi khi mà mình mua một cái chai serum dưỡng trắng toàn thân như thế này, một cái chai serum dưỡng trắng toàn thân, thì mình sẽ được tặng một cái kem dưỡng toàn thân Jenny Body Butter Cream ha, là butter trứng đó, là cái sản phẩm là huyền thoại luôn á, là làm khách hàng nào đã sử dụng qua cái kem này của bên Jenny thì rất là thích ha. Và cái này là tặng hoàn toàn miễn phí khi một cái serum body 320 ngàn ha. Rồi ok, thì bây giờ là Lê Nữ phải off cái livestream này, chia sẻ với cả nhà một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì phải off livestream mà ru con ngủ rồi ha. Chúc cả nhà của mình á, cái livestream này á thì hy vọng là giúp cho chị em mình chia sẻ cái bí quyết, và chị em mình sẽ mua được cái sản phẩm Zinni khuyến mãi khủng ha. Tranh thủ mua giúp Lê Nữ nha, chỉ còn 500 combo thôi ha. Ok, chúc cả nhà yêu mình ngủ ngon, mơ thật đẹp, và ngày mai sẽ bắt đầu một ngày ngày mới ha, thuận lợi thành công trong cuộc sống. Ok, bye bye nha.